Cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ được thực hiện thế nào? Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị có ý kiến nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC đề xuất. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước có ý kiến về nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam thực hiện, đặc biệt là nội dung VEC chủ động cân đối vốn từ nguồn thu phí nhàn rỗi chưa đến hạn trả nợ các khoản vay, vốn vay thương mại để hoàn thành đầu tư các gói thầu đoạn phía Tây, trước đây sử dụng vốn từ Hiệp định vay ADB lần 1 nhưng đã đóng. Các công trình kiến trúc phục vụ thu phí hoàn vốn dự án, trước đây sử dụng vốn từ Hiệp định vay GICA, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản nhưng đã hủy tài trợ, đầu tư bổ sung nút giao quốc lộ 51 theo quy mô hoàn chỉnh. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có ý kiến gửi về Bộ trước ngày 1 tháng 11 năm 2022 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.